Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Mua một ly McCafe Latte, Mocha hay Macchiato cỡ nhỏ chỉ 2 đồng tại McDonald's, giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. California for All. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị vào trang covid19.ca.gov. Thức dậy và dùng điểm tâm với món bánh mì gà khoái khẩu. Mua 2 bánh chicken McWiddles đậm đà hay McChicken Biscuit nóng chỉ có 3,50 đồng. Lan Hoàng trầm thời trở lại với tất cả quý khán thính giả. Sáng nay chúng tôi nghe một bản tin cũng thấy vui vui, đó là nhạc sĩ Yo-Yo Ma, người đánh cello trung hồ cầm số 1 trên thế giới này nữa. Trong suốt một năm qua là ông chỉ có lên trên YouTube như những ca nhạc sĩ khác để mong nói rằng ồ, mình không có đi trình diễn được. Rất là tội nghiệp cho những giới nghệ sĩ, thưa quý vị. Họ không có đi được nhưng mà nhiều người họ cũng đóng góp một cái điều gì đó. Và ông thường xuyên lên trên nhà của mình quay để mà phấn khích cái tinh thần mọi người. Để mà trong lúc mà ở nhà thì thấy vẫn nghe được cái tiếng đàn của ông. Và người ta nói đặc biệt tiếng đàn của ông Yo-Yo Ma có một cái điều gì đó nó healing, nó làm lành cái vết thương lòng. Và mỗi khi nghe được cái tiếng đàn của ông, nhiều người họ nói như thế. Và chúng tôi cũng thấy cảm nhận như vậy nữa. Và hôm nay ông được đi chích ngừa. Ông chích ngừa ở Massachusetts. Thì ông chích ngừa mà cũng mang theo cái trung hồ cầm, cái cello đến nữa. Và ông thích entertain, giải trí cho mọi người. Và sau khi được chích ngừa, ông ngồi ông kéo với cái sự cử tọa của bao nhiêu người ngồi nghe. Ông chích xong, ông vẫn mang khẩu trang và kéo cái tiếng đàn này. Tiếng đàn hay lắm, thưa quý vị ơi. Cho nên nhiều người sung sướng. Một trong những người y tá cho biết sáng nay bà nói bà rơi lệ. Và rơi lệ, bà nói rằng không thể tưởng được đứng đó. Giấc mơ của bà là được có một cái tấm vé để đi xem, mà làm sao xem được ông đi tới đâu là bán hết vé tới đó. Mà cả năm qua không có được nghe cái tiếng đàn này, mà nghe trước mặt mình nữa thì còn cái gì sung sướng. Giống như Ngọc Lan có một cái ca sĩ mà Ngọc Lan mê từ xưa đến giờ, tự nhiên đùng cái Ngọc Lan đi chích ngừa, thấy cái người đó đứng hát cho mình nghe. Thì cái cảm giác của mình, quý vị cứ so sánh như vậy đi. Dù quý vị thích cái loại nhạc gì đi chăng nữa, nhưng mà có một cái người mình yêu mến, mình được nghe người đó hát trước mặt, thế là bao nhiêu người sung sướng để mà ngồi lắng yên để mà nghe tiếng đàn này. Không có gì mà nó cảm xúc nhiều hơn như vậy. Bên cạnh cái tin rất là cảm động của anh Thụy thì lại có một cái tin nó không có vui. Nó liên quan đến một người đàn ông Việt Nam. Hồi đó giờ mình nói, người ta nói là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Hay là có những cái tai nạn nó ập đến một cách mà mình không có lường trước được, không ngờ. Thì hôm thứ Bảy tuần trước á, có một người bố Việt Nam, 47 tuổi, đang đứng ở trong parking của chỗ mà Food for Less để mà xích beo cho thằng con trai 6 tuổi. Một cái chiếc xe ở đâu nó chạy ngang, nó tông vô ngang hông của cái người đàn ông này, của người đàn ông này. Rồi kẹp dí ông ta vào trong chiếc xe. Rồi sau khi đó, thay vì đứng chờ cảnh sát đến lấy lời khai, thì tài xế chiếc xe đó, hiểu sao, bỏ chạy luôn, lái chiếc xe chạy luôn. Thì những người xung quanh, người ta thấy, người ta mới ùa đến để mà người ta giúp đỡ ông. Rồi một cái người phụ nữ đó hướng dẫn cho cái thằng bé con ông á, nó là cái người là chứng kiến cái tai nạn bố nó xảy ra như thế nào, hướng dẫn nó cái cách mở cái phone rồi gọi điện thoại báo cho người nhà biết. Và chỉ trong vòng là từ thứ Bảy tuần trước cho đến ngày hôm thứ Bảy vừa rồi đó, ông phải trải qua 7 lần phẫu thuật. Bởi vì vẫn cái vết thương ông bị ở bên gãy xương chậu, gãy xương chân. Và cuối cùng bác sĩ nói rằng là họ đã cố gắng hết sức, nhưng mà cái chân phải của ông phải cưa bỏ luôn. Thì gia đình của ông vừa
người em trai của ông á nói rằng là ông không thể tưởng tượng được là có một cái chuyện như vậy xảy ra ở tại cái đất nước này. Và ông dùng, hồi đó giờ ông nghe người ta nói cái chữ kinh hoàng, nhưng mà bây giờ ông mới hiểu cái chữ kinh hoàng nó có nghĩa như thế nào. Gia đình ông đã làm một cái quỹ GoFundMe để mà kêu gọi giúp đỡ cho anh của ông có cái tiền thêm cái chi phí để giúp đỡ gia đình. Bởi vì cái nạn nhân tên là Lâm Tú, ông là một người thợ máy, cho nên cái lương bổng của ông không bao nhiêu hết. Thì cái lời kêu gọi được mở ra với cái số tiền vận động quyên góp lên đến 250.000 đô la. Thì đến ngày hôm nay thì người ta đã giúp đỡ được hơn 61.000. Ngày hôm thứ Bảy thì ông đã phải bắt buộc là cưa hẳn cái chân của mình. Bác sĩ nói là cái quá trình mà ông sẽ hồi phục hoàn toàn á, nó sẽ cũng còn khá là lâu. Mặc dù cái tính mạng của ông là đến bây giờ này là đã an toàn rồi, nhưng mà cái tai nạn thì nó khủng khiếp như vậy đó. Tôi nghe đến cái chuyện mà gây quỹ đó, thưa quý vị, mà trên mạng GoFundMe đó, thì mình thấy có nhiều cái nỗ lực rất là xứng đáng gây quỹ cho những người gặp khó khăn. Nhưng mà mới sáng nay chúng tôi nhìn lên thấy một cái bản tin, không biết được nó thật hư như thế nào, mình chưa có đọc kỹ, nhưng mà để chia sẻ cho quý vị vui, thấy cái chuyện này nó hơi khôi hài. Trang mạng GoFundMe đang gây quỹ để trả căn nhà 13 triệu đô la cho Prince Harry. Bây giờ đang không biết được tiền bạc sao sống sau khi tách rời với Hoàng gia Anh rồi. Rồi chưa kể là đụng độ vào tuần rồi, dữ quá. Nhưng mà họ nói đó, cái tiền mà cặp vợ chồng này mà được phỏng Oprah Winfrey phỏng vấn đó, nó nhiều triệu đô la lắm. Họ bởi vì exclusive mà độc quyền à, cho nên cặp vợ chồng này được hưởng cái số tiền nó nhiều lắm, rồi cái ảnh hưởng khác nữa. Nhưng mà không biết tại sao vẫn có cái nỗ lực GoFundMe trả tiền 13 triệu. Căn nhà có 13 triệu. Trong tuần trước đó, và đến bây giờ thì cái vụ đó sau cái cuộc phỏng vấn của hai vợ chồng đó, nó âm ỉ báo chí. Cứ mà anh Thụy thì không có đi sâu vào cái câu chuyện này. No, vì anh Thụy không biết hết. Tôi thấy cái chuyện đó nó đụng tới cái gì mà hoàng gia là tôi chán này. Yeah, thời buổi này mà còn vua chúa, cho nên một số những người Anh và những người này làm, họ đã rất là đời sống dân chủ, họ vẫn nói chứ tại sao đất nước của tôi vẫn còn thờ phượng một cái gia tộc như thế, mà nó khổ, nó dính vào cái hiến pháp, không cách nào mà lật đổ nữ hoàng được. Cho nên ông chán, ông bỏ nước, ông đi luôn, ông tìm đến một cái, ông sang Mỹ này ông làm việc, ông nói ồ, nó nhắc tới cái gia đình nó mệt lắm. Nhưng mà nói, nhưng mà cái nó cũng đứng theo hai cái trường phái. Ví dụ như anh Thụy là chán hoàng gia rồi, giờ này mà còn vua chúa nữ hoàng. Nhưng mà một phía đó thì đứng về cái kiểu là người ta lại nhìn ở trong cái khía cạnh rằng là nhập gia tùy tục. Nhập gia tùy tục, cô đã vào đó thì cô phải theo cái khuôn phép đó. Mà bây giờ cô không chịu á, cô đi ra. Mà cô đi ra rồi cô lại nói xấu gia đình chồng, giống như là phanh phui ra mọi cái để cô lấy tiền. Thì cái điều đó người ta nhìn nó không có được đẹp đẽ gì hết. Cho nên là câu chuyện cũng này cũng khổ. Có một số người ủng hộ cho cô, có một người sống, thậm chí có những ai mà lên án cô thì cũng bị những người khác chỉ trích nữa. Nhưng mà đó là cái chuyện vui vui để chia sẻ với quý vị. Tôi đọc cái bản tin này tôi cũng không ngờ nữa. Cho đến giờ phút này mình thấy là mình mà được tí, người ta tranh giành nhau, chắc có lẽ chỉ có mỗi cộng đồng người Việt Nam thôi, tranh giành tìm cách để đi chích ngừa, chờ đợi bao nhiêu tiếng đồng hồ trong mưa gió lạnh lẽo để được chích ngừa. Không phải cộng đồng Việt Nam không, đủ hết. Vậy hả? Nhưng mà đến giờ phút này thì bác sĩ, sáng nay bác sĩ Fauci rất là cũng gãi đầu, nói trời đất ơi, tôi mới được nghe một cái bản tin, vẫn có nhiều người không muốn đi chích ngừa, mà ai? Cử tri của đảng Cộng Hòa không muốn đi chích ngừa. Mà bác sĩ Fauci trong bản tin của Vox, quý vị thấy nha, ông bác sĩ Fauci nói là cần tới 75-85% người Mỹ chích ngừa đó thì cả nước Mỹ này mới có thể trở lại bình thường được. Thì ít nhất 20-mấy% còn lại đã không chích ngừa thì họ cũng không có bị lây. Thì đó là cái con số rất là khoa học. Ấy vậy mà nhiều người vẫn nói ồ, tôi chắc không đi chích ngừa luôn. Thưa quý vị, ba cuộc thăm dò luôn nữa mà để tìm hiểu xem đó. Vào ngày hôm qua thì cuộc thăm dò mới nhất của CBS cho thấy
họ thực hiện từ ngày 10 tháng 3 cho tới ngày 13 tháng 3, 33% cử tri Đảng Cộng Hòa tuyên bố họ sẽ không chích ngừa nếu ngay bây giờ có thuốc chích ngừa, kêu họ đi chích, họ cũng không chích nữa. Và thực hư những cái vấn đề này rồi cái chuyện mà phân hóa trong cái việc mà chích ngừa hay không, chúng tôi mời quý vị theo dõi ngay sau phần quảng cáo.